Hôm nay mình làm tiếp cái mẫu chậu cây hình hồ lô các bạn. Cái kiểu hồ lô này làm 2 3 lần rồi mà cũng chưa có vừa ý nữa bạn. Mình đem mấy cái chậu trước đang xong rồi đem ra ngoài cắt tỉa đồ rồi chờ cho nó ra rễ á, mà nhìn nó cũng mình cũng chưa có hài lòng nữa. Kiểu cũng mới tập làm á rồi còn phải đan đi đan lại nhiều lắm. Rồi chưa có định hình được cái kiểu khung nào cho nó đen ra nhìn cho nó đẹp vậy đó. Thì hôm trước có bạn thấy mình quay cái mẫu hồ lô này lên cái video đầu mà mình tập đan cái kiểu hồ lô á, rồi bạn nhắn tin hỏi cái kích thước của mấy cái khung sườn á, đặng về bạn làm thử coi sao. Thiệt ra thì mình làm cái kiểu hồ lô này mình cũng cũng chưa có vừa lòng nữa, cũng đan ra nó còn xấu mà nó còn méo cái khung quá. Thì thấy chưa có vừa ý nên chưa có lấy cái kích cỡ của cái mấy cái khung này cho bạn hay được, để mình tập đan vài bữa thì đan thêm vài chậu nữa cho có được cái mẫu như ý á. Nhìn nó nói chung là nó cân đối, rồi mình sẽ quay video rồi chia sẻ cho bạn cái kích cỡ của từng cái khung mà. Cái kiểu hồ lô này uống nó dễ bị hư cây nè bạn. Mình uống vô rồi cái cây này nó bị cụp nè. Nó không có gãy ngay cái mắt hả, nó bị cụp. Giờ mình sẽ đem ra ngoài mình thay cái khác vô. Chứ để mốt đan cái lớp thứ hai vô rồi gỡ ra không có thay cây được. Cái hồ kiểu hồ lô này nó khó hơn cái kiểu lục bình rồi. Bạn mới tập làm á, bạn bạn tập cái kiểu đan cái dạng cây lục bình trước đi, nó dễ hơn. Chứ bạn thấy cái kiểu hồ lô này bạn chịu, nhưng mà kiểu mình chưa có quen cái cách uống cái cây á, rồi đan kiểu lục bình trước đi. Tại vì nó có một cái dòng sắn thôi, nó có một cái chỗ phình thôi thì nó đỡ gãy cây hơn. Chứ bạn đan cái kiểu hồ lô giống của mình nè, mình đan cũng lâu rồi á, đan cái chậu này không biết mấy chậu, bao nhiêu chậu rồi mà nó cũng ra chưa có được vừa ý nữa. Nói chung là nó có hai cái chỗ uốn cong như thế này nè thì nó dễ gãy cây nhiều hơn. Nó mình cũng đang tập làm nè bạn. Thì khi nào mình đan thêm chừng vài ba chậu nữa nó ra được cái cỡ khung như ý rồi đó, mình sẽ quay video rồi cho bạn hai cái kích cỡ của từng cái khung, từng cái dòng dây chì bên trong là bao nhiêu, rồi bạn về bạn làm cho nó dễ. Chứ giờ kiểu của mình cũng vừa vừa làm vừa học cái kiểu này nè. Thấy họ cũng đăng họ làm lên cái mẫu hồ lô đẹp quá rồi mình cũng bắt chước mình làm theo vậy đó.